thôi. Em chưa? Tôi hai ông ngồi cả bên. Mười ăn một rồi. Hai ông ngồi cả bên. Hai ông ngồi cả bên. Để tay phải như này. Ờ, nhá. Ok. Nào. Một, hai, ba. Rồi đấy. Không ăn được đâu. Không được kéo ba lòng nhá. Không, 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 không ăn được ba đâu. Lại, không ăn được đâu rồi. Đây này, từ từ lên đây này. Không lên được, anh làm không sao lên, lên được. Quá chán rồi, không anh lên làm được. Sao được. Mười ăn một luôn. Đến ngón tay là ăn luôn, đến ngón tay là ăn luôn. Em là đang có 49 cân rồi đấy. 50 cân đấy, anh đang hơn 50 cân. Ngả ra sập một bát, ngả ra sập một bát. Bây giờ cứ tập trung vào tay thôi. Hai cái kiểu tay không di động là được. Không được rồi. Mặt lại đi, xa quá rồi, không được rồi. Không bao giờ. Không, xa thì xa, xa rồi, không được rồi. Đúng rồi. Không hạ được anh đâu. Ôi trời ơi, tôi chuyển đi trực tiếp nào. Ôi không không ra nếu là lại anh ơi. Hai ba. Úi rồi làm sao rồi, quá chén rồi. Tóm lại là bây giờ em nói như này này, là anh cũng đã uống rượu rồi phải không? Ai uống rượu em biết mà. Cái vật sức như này nó không thực tế. Bởi vì là đã uống rượu rồi. Uống rượu rồi này. Chứ em nói anh ạ, thể trạng trong riêng một tay, trong riêng một tay không quan trọng thể trạng, không quan trọng gì. Không, không quan trọng khối lượng, mà là quan trọng nhất là tư tưởng luôn. Không quan trọng nhiều, chắc là tay không quan trọng. Còn làm lại thì anh em mình ra giao lưu. Ra giao lưu rượu đi. Không, anh em ra. Không đưa, không được. Lần nào lần nào cũng thua rồi. Không còn ra lại anh chạy không chịu được. Không nói cái chịu thua. Đây, em đặt tay đây. Này, hai em hai tay này. Dạ, 1 2 3. Nói chung là không chịu được rồi. Anh không thể lên được đâu mà. Lên. Không lên bật được anh nhưng mà không lên được không ạ? Anh không thể lên được. Anh đã ngã thì anh không lên được không ạ? Anh không được vặn cổ tay. Không. Không được vặn cổ tay là cái gì? Không vật kiểu này là công bằng rồi. Hai cái bàn tay gặp nhau là công bằng. Nhả anh dập một vót rồi đi ngay. Ô thằng ấy ra đây. Sao lại mày định lau áo bố mày à? Đang quay mà. Không. Tốt cái này. Đây này. Em nhả lại thì anh vật đi. Cứ vật bình thường đi. Em nhả lại thì anh phải vật. Chuyện đấy là chuyện của anh em. Đừng rời khỏi vị trí bên đây. Thứ 1, 2, 3 nữa. Hai mươi giây nữa đi. Đang đi rồi. Em nhả lại, em nhả lại thì anh được phạt chứ. Không, nhả cả, chú nhả chưa. Chú chưa hạ được anh, chú lại bỏ nhả lại chứ. Nói chung là không không ai thắng hay không ai thua cả. Ừ, vai vai đấy. Rồi, vậy là tiếp tục đi. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục đi. Lại về đây. Chứng tỏ là phải vài chén nữa thì mới phân biệt được. Không, đọ đọ cái đấy để cháu chịu, cháu chịu. Không đọ đấy. À ơi. Lại thêm luôn. Nhưng mà nếu nó đúng đấy. Rồi ok. Thì anh gọi là mày nó thương thương một tí thôi. Cảm ơn. Vâng, mày thôi. Mày hiểu đâu. Đúng rồi. Ok. Với thứ hai là anh là anh muốn nhỏ cơ không quản. Đúng rồi. Với thứ hai là ngồi đi. 10 năm nay là không có thể dùng thể thao. Đúng.
không làm lại. Vậy thì anh nói là anh có tuổi rồi thế. Chân tay anh rất là chắc. Anh không? Vậy nhưng mà anh lâu anh không làm được. Anh nghe vật chết thì chưa nói được. Anh nói anh làm hài ra ngày xưa anh chống đẩy từ đây ra đường kênh nhá. Em nhìn thấy anh làm đi trồng cây chuối từ đây ra đường kênh. Không đi quay mà. Chống đẩy trong cái đường kênh. Anh vật chụp cả tôi. Vật tay bố vợ em anh. Đáng quay, đáng quay, đáng quay. Bố vợ anh ơi, anh ơi, đáng vật. Bố vợ của anh nhá, uống rượu xong tất cả các cháu cũng rồi. Rồi. Ngồi vào nhá. Rồi. Đặt tay vào uống. OT. Ngồi em chút đất. Thử thuốc làm vào nước trắng non và xanh lắm. Từ từ đã hấp tí một thôi, hấp tí một ngụm nhỏ thôi, hấp ngụm nhỏ thôi, mai muốn phải thật sự đỡ đấy. Đập đầu cho nó nguy hiểm ấy. Ông bố vợ này vô thuốc làm nặng quá. Đi quá. Rồi, chú đã cho ông miếng lên, cho ông miếng cho cảnh luôn kìa. Chào ông bố. Hả? Ba điếu này là. Con điếu. Chào ông chứ. Ba điếu cho lấy chứ bà. Mình có biết là con đã hút đâu. Mới có một điếu mà đã ăn như thế này rồi thì... chưa quay vừa ải rồi. Cứ chạy vào không nói một cái. Thì xe tầm 5 khối lên được thì đầy. Năm khối thì cứ cả. Thế toàn quên ra lúc bảo vậy. Mày chạy 5 khối ra ngoài Ninh An này, mày trên trăm, mày cứ chạy được chứ. Úi! Cứ từ từ đã. Đứng lên là hạ cánh bây giờ. Cứ từ từ. Đây là những cái pha thuốc nào đấy. Rồi, cho ngụm đi, ngụm này uống sâu lên. Ngụm này uống sâu lên. Đứng lại làm sao được? Tôi dùng mẹ và ông thầm. Lên tới chùa rồi mà chạy vào dùng khối. Không, không, không. Tăng nó vào hơn 100, 150 chia cho 5 cho nó được. Chưa, đúng cho uống đây. Đúng rồi. Chạy ra. Chạy ra. Sơn thì đang chạy đến giữa rượu vào nữa thôi. Không, không phải là do rượu. Để anh chịu em về. Sao mặt này tái nhợt? Thở quá.